Vậy thì ngày hôm nay là đường truyền của chúng ta rất là tốt nghe các anh chị. Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành ôn lại cái chủ đề trước mà chúng ta chia sẻ để chúng ta tiếp nối chủ đề ngày hôm nay. Bởi vì chủ đề trước mà chúng ta con người có bao nhiêu loại bệnh và giải pháp chung cho từng loại bệnh. Thì đây là một cái chủ đề mà Toàn rất là thích các anh chị. Giống như Toàn chia sẻ với tất cả các anh chị, chủ đề này Toàn đã tìm hiểu trong suốt 8 năm. Đó là lý do tại sao mà người thân và những người xung quanh chúng ta rất là dễ mắc những cái căn bệnh. Thì chúng ta hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về tâm bệnh, thì chúng ta có thể ôn lại một chút xíu về cái bài mà chúng ta đã chia sẻ trong cái buổi trước. Ai có tham gia vào buổi trước thì có thể cùng ôn bài cùng Toàn được không ạ? Kết quả cuộc sống của con người của chúng ta do đâu mà quyết định ạ? Hay là kết quả sức khỏe ngày hôm nay ạ? Như chúng ta đã chia sẻ thì có phải là do tính cách quyết định không ạ? Và tính cách của một con người thì tính cách gì chúng ta sẽ phù hợp với một cái công việc hay là cái kết quả đó? Ví dụ như một người có một cái tính cách của người giàu thì chúng ta sẽ phù hợp với cuộc sống giàu có. Một người có tính cách phù hợp với của người khỏe mạnh thì chúng ta sẽ khỏe mạnh. Nên tính cách quyết định cái kết quả cuộc sống của một con người. Nhưng cái gì quyết định tính cách hôm trước chúng ta có chia sẻ đó là cái thói quen của chúng ta quyết định tính cách của chúng ta. Và thói quen của một con người thì không có khái niệm thói quen tốt hay thói quen xấu ở đây, mà thói quen gì sẽ cho ra cái kết quả đó trong cái cuộc sống của một con người. Thực chất trên thế giới này không có khái niệm thói quen tốt hay xấu, mà có một khái niệm rất là đặc biệt, đó là thói quen phù hợp với kết quả hay không. Mà thói quen tạo ra tính cách đó thì cho ra kết quả đó. Nên là gì? Thói quen tốt xấu là do chúng ta tự định ra nó là điều tốt, là điều xấu, nhưng thực chất thói quen nào nó cũng ẩn chứa một cái kết quả nào đó. Vậy thì cái gì quyết định thói quen của con người ạ? Có thể chia sẻ lại được không ạ? Có phải là hành động không ạ? Và hành động quyết định là do cái suy nghĩ. Vậy thì suy nghĩ của một con người quyết định cái kết quả cuộc sống của họ rất là cao. Và đa phần suy nghĩ chúng ta theo thiên hướng nào thì hành động theo thiên hướng đó, dần dần sinh ra một cái thói quen theo thiên hướng đó và tính cách theo thiên hướng đó và cái kết quả cuộc sống theo thiên hướng đó. Vậy thì cái gì quyết định suy nghĩ của chúng ta? Có phải các anh chị đã chia sẻ rất là sâu sắc hôm trước rồi, cùng với Toàn đã chia sẻ sâu sắc, đó là niềm tin của một con người quyết định suy nghĩ của họ. Con người tin tưởng theo cái hướng nào thì cái kết quả của họ sẽ theo hướng đó. Có nghĩa là niềm tin ở đâu, đặt ở đâu thì cái thành tựu và cái kết quả ở đó. Có nghĩa là sẽ định hướng suy nghĩ, hành động, định hướng luôn cái thói quen, định hướng luôn cái tính cách và định hướng luôn cái kết quả cuộc sống của một con người. Nhiệm vụ của chúng ta không phải thay đổi cái suy nghĩ của chúng ta không, mà chúng ta cần phải thay đổi thực sự, đó là thay đổi cái hệ thống niềm tin trong con người của chúng ta. Giống như người Hindu thì họ có nói một câu nói đó là có ba điều bí mật trên thế giới này, đó là không khí đối với loài chim, nước đối với loài cá và con người đối với chính anh ta. Có nghĩa là con chim nó sống trong không khí, nó không hiểu về không khí. Nước, con cá nó sống trong nước, nó không biết về gì do nước mà nó có thể tồn tại. Và con người, cái khó nhất của con người đó là không hiểu được về chính mình và không hiểu được cái kết quả cuộc sống của mình ngày hôm nay là do đâu quyết định. Thì ngày hôm trước chúng ta đã chia sẻ một cách rất là sâu sắc, đó là do niềm tin của cá nhân của một con người quyết định nên. Và đồng thời niềm tin đó là do cái gì ạ? Do hình ảnh trong con tâm thức của một con người nó tạo nên. Có nghĩa là cái hình ảnh trong cái con người của họ lưu giữ trong não bộ của họ, hay còn gọi là lưu giữ trong tàng thức của họ mà tạo nên. Thì hình ảnh đó nó theo thiên hướng gì, nó sẽ phản ánh niềm tin theo thiên hướng đó và suy nghĩ theo thiên hướng đó. Bên cạnh đó nó sẽ quyết định hành động theo thiên hướng đó, quyết định luôn cái tính cách, thói quen, tính cách và kết quả theo thiên hướng đó nếu đủ lâu dài. Vậy thì trong suốt
3-4 ngày vừa qua, sau khi các anh chị hiểu đạo lý đó, thì chúng ta hiện ra những hình ảnh gì đối với con cái của chúng ta khi nhắc về con cái ạ? Hình ảnh gì đối với vợ chồng khi nhắc về vợ chồng? Hình ảnh gì đối với tài chánh khi nhắc về tài chánh? Hình ảnh gì đối với công việc khi nhắc về công việc? Và đặc biệt hơn nữa, trong cái chủ đề về y học dinh dưỡng thực tiễn mà chúng ta chia sẻ trong suốt cái series này, hình ảnh về sức khỏe của chúng ta thì sao ạ? Con người chúng ta hiện ra hình ảnh gì về sức khỏe, nó sẽ quyết định cái chất lượng sức khỏe của họ. Về thời gian lâu dài, cái hình ảnh đó nó sẽ lưu giữ lại và phản ánh trong đầu của chúng ta. Thì cái hình ảnh đó nó sẽ tạo nên niềm tin của con người của chúng ta. Niềm tin của con người của chúng ta nó phản ánh rất là lớn. Và niềm tin của con người của chúng ta nó xuất hiện. Cái niềm tin của con người chúng ta theo thiên hướng gì? Thì suy nghĩ, hành động, thói quen, tính cách và cái kết quả theo thiên hướng đó. Vậy thì cái bài toán đặt ra đó là khi nhắc về thân thể này và cơ thể này thì tâm bệnh của con người hình thành do đâu? Đó là tâm bệnh của con người hình thành khi nói về vấn đề sức khỏe của họ. Thì những cái hình ảnh tiêu cực về chính bản thân của họ nó hiện ra và họ phát ra những cái lời nói về cái sự bất ổn đó. Họ luôn luôn biết về chính bản thân mình theo thiên hướng tiêu cực đó. Nên người ta nghiên cứu sâu hơn, các cao nhân chỉ điểm thêm đó là cái hình ảnh trong đầu của một con người và niềm tin của một con người và cuộc sống của con người thực chất do nghe thấy biết nói mà hình thành. Những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta thấy, những gì chúng ta nói và những gì chúng ta biết quyết định rất lớn đến cái kết quả cuộc sống của chúng ta và đặc biệt kết quả sức khỏe của chúng ta. Có một số anh chị hỏi Toàn là làm sao mà Toàn có thể giao lưu hỗ trợ cho một người nào đó bằng dinh dưỡng, hỗ trợ một phần này, một phần giúp đỡ sao họ vượt qua được cái căn bệnh bất ổn của họ. Thì Toàn nói với mọi người rằng là thực chất Toàn không có năng lực đó. Chẳng qua là khi giao tiếp, mình cái cơ duyên đó là mình có cơ hội thay đổi cái hệ thống niềm tin của người ta. Có nghĩa là khi họ có vấn đề về sức khỏe thì họ sẽ cảm nhận là họ đang bệnh. Nếu khi tiếp xúc với chúng ta, ai đó họ thay đổi được cái niềm tin của chính họ và rằng là họ sẽ dùng một cái công cụ nào đó, có thể tập thể dục hay là hỗ trợ những cái dinh dưỡng bổ sung để có họ có thể khỏe được và niềm tin của họ thay đổi tuyệt đối, thì lúc thời điểm đó cái kết quả sức khỏe của họ sẽ thay đổi. Tâm bệnh ở đây, nếu mà các anh chị kêu chúng ta hỏi cái rõ được cái tâm bệnh là gì thì rất khó có người giải thích cho tất cả các anh chị nghe được điều này. Nhưng mà mới rất là may mắn cho cá nhân Toàn, đó là Toàn được Thiện Đại Chi Thức chia sẻ sâu sắc về cái điều này các anh chị. Đó là tâm bệnh của một con người nó cũng do những cái mà nghe thấy biết nói của họ mà tạo nên. Có nghĩa là hàng ngày họ nghe thấy biết nói gì nó lưu giữ trong đầu của họ. Thì chủ đề trước chúng ta nói rất là sâu cái này. Nhưng mà Toàn không phải để nói để cho các anh chị ôn bài không. Mà Toàn muốn chia sẻ sâu hơn rằng đó là tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Và kết quả cuộc sống ngày hôm nay là do những gì lưu giữ hình ảnh trong đầu của chúng ta mà quyết định. Và chính những gì chúng ta nghe, thấy, biết, nói nó huân tập vào, nó lưu vào trong tiềm thức của con người chúng ta. Và lúc thời điểm đó chúng ta có được cái kết quả cuộc sống như những gì chúng ta hiện tại. Nên chúng ta rất là hiện tại trong xã hội rất khó thay đổi những gì chúng ta nghe, rất khó thay đổi những gì chúng ta thấy, rất khó thay đổi, nhưng mà dễ thay đổi những gì chúng ta nói và dễ thay đổi những gì chúng ta biết. Nên trong quá trình đi chăm sóc sức khỏe cho nhiều người, thì có một số người hỏi Toàn là làm sao có thể giúp đỡ được cho họ khỏe mạnh và hầu như gặp xong thì họ lại khỏe. Thì chẳng qua là chúng ta thay đổi hệ thống niềm tin của họ. Và trong cái chương trình live stream này hoặc là ngồi
Nghe cái đoạn video này chắc hẳn sẽ có rất là nhiều anh chị đang đi chăm sóc sức khỏe cho người khác. Vậy thì trước khi chúng ta chia sẻ chủ đề sâu hơn về nghiệp bệnh và tâm thân bệnh, thì Toàn cũng lặp lại để cho chúng ta chia sẻ, đó là cách chúng ta hãy giải quyết vấn đề về tâm bệnh các anh chị ạ. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải thay đổi được cái hệ thống niềm tin của một con người. Thay đổi được cái hệ thống niềm tin của một con người. Thì niềm tin của một con người đến từ những gì hình ảnh của họ, suy nghĩ về cái sức khỏe của họ. Thì chúng ta có một cái mẹo rất là đơn giản. Mà các anh chị thường có câu nói trong lớp học thì Toàn nói đùa. Các anh chị nghe xong các anh chị hứa các anh chị đừng có nói ai. Nếu mà các anh chị hứa thì Toàn sẽ chia sẻ cái này. Và Toàn khẳng định với tất cả các anh chị, khi các anh chị hiểu được cái công thức này, các anh chị sẽ thay đổi được cái sức khỏe của rất là nhiều con người. Bởi vì may mắn Toàn được chỉ dẫn cái điều này. Và ở đây thì có một cái từ nào đó hứa thôi, thì Toàn sẽ chia sẻ cho các anh chị một cách sâu sắc. Có một từ nào hứa đây, có một người tên là Bích Tiền hứa, rất là cảm ơn. Đơn giản lắm các anh chị, đó là chúng ta thay đổi những gì cái người đó biết. Có nghĩa là thay đổi cái biết của con người thì con người sẽ thay đổi hệ thống niềm tin. Sau đó dần dần họ sẽ tự tìm kiếm cái môi trường để họ thay đổi những gì họ nghe và họ thấy. Ở đây ý nghĩa là gì? Ví dụ như gì nè, ai đó trong số các anh chị có vấn đề về về viêm mũi, viêm xoang đi. Có phải là thường đa phần chúng ta đến cái người có chuyên môn hiện nay bên lĩnh vực Tây hay Đông y thì Toàn cũng chưa nắm bắt, hầu như người ta cũng nói cái câu này, đó là chết thì mang theo. Có phải là khi đó chúng ta nghe là chết mang theo, và chúng ta thấy rất là nhiều người bị viêm xoang là họ không cải biến được, hoặc là có một ai đó bị cận đi, giống như người chị có hỏi toàn là có một người hỏi Toàn nè, đó là mắt bị cận rất là nhiều thì giải pháp kiểu sao lúc đầu giờ. Thì chúng ta nghe rằng là việc đó, có mắt bị cận thì vĩnh cửu sẽ không hết mà chỉ có đeo kiếng hoặc mổ thôi. Thì khi chúng ta nghe đến điều đó, khi chúng ta nghe điều đó, chúng ta thấy những con người xung quanh cận thì càng ngày càng nặng. Hoặc là có một số anh chị nói nghe về tiểu đường thì nói là uống thuốc suốt cuộc đời này và mãi mãi sẽ không bao giờ hết, càng ngày càng nặng thôi. Thì những gì chúng ta nghe, chúng ta thấy nó diễn ra như vậy thì nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức của một con người của chúng ta, hình ảnh rằng là có bệnh đó rồi chúng ta sẽ vĩnh cửu mắc phải. Có phải là các anh chị đang mắc phải cái điều này không ạ? Hoặc là có một số người nói với chúng ta, cơ thể con người chúng ta là như vậy, rất là khó được, giống như hen suyễn đi. Có phải là chúng ta nghe nói bệnh hen suyễn thì bệnh rất là khó cải biến và đồng thời không hết đâu, có thể giảm được triệu chứng tạm thời nhưng không bao giờ hết. Ở đây chúng ta không nói giải pháp để cải biến bệnh nha. Chúng ta chưa nói nó. Nhưng mà chúng ta đang nói về tâm bệnh của một con người. Vậy thì khi những gì chúng ta nghe và chúng ta thấy nó ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta một hình ảnh rằng là cái bệnh đó mãi mãi sẽ không hết. Và hiện nay trên xã hội thì nó đang mắc phải một cái điều, đó là những gì chúng ta nghe và chúng ta thấy nó rất là bất lợi đối với sức khỏe chúng ta. Ví dụ như một ai đó trong số các anh chị có một cái căn bệnh về nan y, bị ung thư giai đoạn đầu của tử cung, hay là ung thư ngực, hay là bị bất ổn một cái căn bệnh gì đó, huyết áp cao gì đó, về bệnh mãn tính huyết áp cao gì đó, hoặc là một số bệnh rất là hiểm nghèo, thì những gì chúng ta nghe và chúng ta thấy hầu như nó phản ánh trong đầu chúng ta hình ảnh không đẹp về kết quả sức khỏe của chúng ta. Đó là những gì mà chúng ta nghe, đa phần nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả sức khỏe của chúng ta.
không tốt các anh chị, kết quả không tốt. Vậy thì khi bắt đầu bước vào ngành chăm sóc sức khỏe bằng dinh dưỡng và đồng thời đi chia sẻ về vai trò của dinh dưỡng đối với sức khỏe và sự vận hành của cơ thể con người cho nhiều người nắm bắt, thì Toàn phát hiện ra một điều: nếu không thay đổi được hình ảnh trong đầu đó thì chúng ta sẽ không bao giờ cải biến được sức khỏe cho người khác. Và dù có cải biến được rồi và hình ảnh của họ cũng lưu giữ về cái hình ảnh bất lợi đối với sức khỏe của họ, thì Toàn khẳng định với tất cả các anh chị, chúng ta vẫn, họ vẫn tái lại cái căn bệnh đó. Nên khi tìm hiểu sâu hơn về niềm tin của con người hình thành từ đâu, thì hình thành từ nghe, thấy, biết và nói, thì Toàn phát hiện ra một điều là chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi hệ thống niềm tin bằng cái việc chúng ta hạn chế nghe đi những cái gì tiêu cực, hạn chế thấy những gì tiêu cực, và hãy thay đổi cái biết của mình. Tại sao chúng ta làm những cái chương trình live stream này? Để hỗ trợ cho tất cả các anh chị về sức khỏe. Toàn không kỳ vọng giúp được rất là nhiều người, nhưng mà ai đó trong số các anh chị ngồi ở đây có thể nghe hiểu được đoạn video này, thì có thể giúp cho tất cả các anh chị thay đổi được cái kết quả cuộc sống của chính mình. Bởi vì sao ạ? Chúng ta thay đổi đi cái chúng ta biết. Trong cái lộ trình suốt cái chương trình sau này, Toàn sẽ nỗ lực chia sẻ cho tất cả các anh chị cái sự vận hành của cơ thể con người theo nguyên lý Đông và Tây Y. Và khi chúng ta hiểu ra được sự vận hành đó rồi, các anh chị cảm nhận được rất là sâu sắc. Đó là chúng ta thay đổi đi cái biết của chính bản thân chúng ta, và từ đó hệ thống niềm tin trong con người chúng ta sẽ thay đổi. Và có một số những cái căn bệnh nó rất là đơn giản, theo nguyên lý của Đông và Tây Y phức hợp, hoặc là theo nguyên lý của dinh dưỡng. Thì khi chúng ta hiểu nó rồi, tự nhiên chúng ta cảm nhận được chúng ta còn giải pháp, chúng ta còn cơ hội để khỏe mạnh. Thì hình ảnh trong đầu lúc thời điểm đó nó sẽ thay đổi. Và dần dần cái niềm tin của bản cá nhân chúng ta sẽ thay đổi. Rồi từ từ suy nghĩ chúng ta dần dần sẽ thay đổi theo thiên hướng mới. Và cái hành động chúng ta dần dần sẽ thay đổi. Thói quen dần dần thay đổi và tính cách dần dần thay đổi. Và lúc đó kết quả chúng ta sẽ thay đổi các anh chị. Nên chương trình live stream này là một chương trình rất là đặc biệt. Toàn giúp tất cả các anh chị thay đổi những gì chúng ta nói và thay đổi những gì chúng ta biết. Và tại sao chúng ta chọn cái chủ đề ở đây được gọi là y học dinh dưỡng thực tiễn? Y học dinh dưỡng thực tiễn có nghĩa là những cái kiến thức về vận hành của cơ thể con người của chúng ta theo cả nguyên lý Đông và Tây Y. Đông Y nói cái theo hướng nào, Tây Y theo hướng nào, chúng ta đều tìm hiểu hết. Và sau đó chúng ta hiểu về chính bản thân của mình thật sự. Sau đó hiểu về vai trò của dinh dưỡng đối với sức khỏe và những thuật dân gian hỗ trợ cho chúng ta. Thì lúc thời điểm đó chúng ta thay đổi được cái hệ thống niềm tin trong cơ thể con người của chúng ta, trong con người chúng ta. Và Toàn khẳng định với tất cả các anh chị, chúng ta sẽ thay đổi được cái kết quả sức khỏe của chính bản thân mình. Nên tâm bệnh, có một số người nói là tâm bệnh rất là khó cải biến. Rất là đơn giản các anh chị. Các anh chị hãy gặp một người nào đó, họ thay đổi cho chúng ta cái biết của chúng ta. Và khi đó cái biết của chúng ta thay đổi theo chiều hướng có lợi hơn đối với sức khỏe của chính họ, chính chúng ta, thì chúng ta sẽ thay đổi được niềm tin. Và chúng ta kiểm soát những gì chúng ta nói. Thay vì bình thường chúng ta bệnh nhiều, thì chúng ta gặp ai chúng ta cũng nói là tôi rất là bệnh nặng, nặng lắm và bị bệnh rất là nhiều. Thì thay vì như vậy, chúng ta sẽ chọn một giải pháp khác. Đó là hổm gài bệnh cũng khỏe lên này. Và có một người cô cũng bị bất ổn về sức khỏe trong cái tử cung, và dấu hiệu đầu của quá trình là bị bệnh hơi nặng ở tử cung. Thì Toàn dặn cô là đừng có nói cho ai biết, và tinh thần mọi cái sẽ lạc quan lên và tăng cường được sức đề kháng của cơ thể con người, và hãy nghĩ về cái tốt đẹp đối với sức khỏe của chính mình. Thì không ngờ sau 6 tháng thì cô đã thay đổi được, và cô khỏe lên, và cô kết thúc luôn cái sự bất ổn bước đầu đó, hoài nghi là sự bất ổn đó. Vậy thì có một số người sẽ nói một câu nói vậy thì Toàn giúp được người đó, Toàn hay quá, Toàn có thể hỗ trợ được. Và xin lỗi tất cả các anh chị, do Thiện Đại Tri Thức chỉ dẫn cho Toàn được một điều, đó là thay đổi hệ thống niềm tin của người ta, chứ chúng ta không đi giải quyết vấn đề. Con người thì vấn đề muôn ngàn,
Và bệnh tật của con người thì khủng khiếp. Ai cũng có rất là nhiều bệnh khi ngồi ở đây. Chính cá nhân của Toàn hay tất cả các anh chị đều có vấn đề về sức khỏe. Nhưng mà ai sẽ khỏe mạnh trong tương lai? Đó là người nào tin mình khỏe mạnh và có hình ảnh đẹp trong đầu của mình về chính sức khỏe của chính bản thân mình, thì người đó sẽ là người khỏe mạnh. Nên tâm bệnh ở đây, có một số người sẽ nói rất là khó để cải biến tâm bệnh. Và tâm bệnh là cái gì? Trái tim tôi rất là khỏe mà, tâm là tim thì tôi đâu có bệnh về tim đâu. Không phải các anh chị, đó là chính là cái yếu tố tinh thần và niềm tin trong cái nội tâm của con người của chúng ta. Nó lưu giữ trong tiềm thức của chúng ta những cái hình ảnh không tốt về sức khỏe của chính con người của chúng ta. Và chúng ta tin tưởng theo chiều hướng bất lợi đó, thì cái kết quả cuộc sống của chúng ta sẽ theo đó mà hình thành. Nên các anh chị giúp Toàn một điều, hãy thay đổi đi cái hình ảnh trong đầu của mình, và thay đổi đi cái sự hiểu biết của chính bản thân mình. Có nghĩa là gì ạ? Khi một ai đó nói chúng ta là căn bệnh đó không thể điều trị, thì có nghĩa là họ, người đó cho chúng ta một cái sự hiểu biết rằng là căn bệnh đó sẽ không điều trị được. Và khi đó hình ảnh trong đầu của chúng ta sẽ nghĩ bất lợi đi. Và người đó càng có uy tín, cái người đó càng có được cái địa vị xã hội cao, người đó càng có bằng cấp tốt, người đó càng có chuyên môn cao, và người đó càng có sức ảnh hưởng, thì một lời nói của họ càng có trọng lượng, và nó sẽ giết chết cái cuộc đời của rất là nhiều con người khi những người đó càng có tiếng tăm. Một người có chuyên môn cao hay là một người có uy tín với nhiều người, và họ đã kết luận rằng họ là người đầu ngành về lĩnh vực đó, họ kết luận cái người đó không thể điều trị, thì những người không phải là đầu ngành, họ cũng không dám liều. Và khi mà một câu nói đã ăn sâu trong tâm thức của họ rồi, thì từ đó trở đi họ sẽ hình thành trong đầu của họ một cái hình ảnh và quyết định niềm tin theo chiều hướng bất lợi đối với sức khỏe của chính họ. Một lần thì Toàn đi chia sẻ ở Đà Nẵng, không biết cô thì có nghe cái chương trình live stream này hay không. Cô nói với Toàn là cô đã đi rất là nhiều nơi và tiếp xúc rất là nhiều người về cái khớp của cô và cái sự bất ổn sức khỏe, mất ngủ rồi của cô. Thì cô không tin luôn con gái của mình, đó là bên lược dược sĩ, bởi vì con gái của cô cũng nói với cô, nhưng mà cô cũng không tin tưởng. Sau khi Toàn chia sẻ một buổi về xương khớp, rất là may mắn cho cá nhân Toàn là Toàn hiểu xương khớp rất là đơn giản. Và từ đó Toàn chia sẻ, chắc chắn Toàn sẽ có chủ đề về xương khớp cho tất cả các anh chị trên cái chương trình live stream này trong thời gian ngắn. Bởi vì đó là một trong những chủ đề giúp ích được cái sức khỏe của người khác. Thì Toàn chia sẻ xong thì cô cảm nhận được một điều là cô, và rất là nhiều năm rồi, và cô bắt đầu tự nhiên cô có tin tưởng, cô có niềm tin, và cô nói là cô tin tưởng Toàn. Thì Toàn cũng chia sẻ với các anh chị đó là Toàn là bác sĩ thú y. Nhưng mà bởi vì do may mắn Toàn tiếp xúc được cái nguồn tri thức tốt và hiểu biết được chính cái sự vận hành của cơ thể con người một cách rất là đơn giản của những cao nhân chỉ điểm từ Đông với tới Tây Y, thì Toàn phát hiện ra là cái khớp có khả năng giúp đỡ được. Và cô bắt đầu thay đổi hệ thống niềm tin. Thì sau từ 3 đến 6 tháng thì cô bắt đầu phục hồi cơ thể của cô. Và có một số người nói là Toàn, tại sao Toàn hay Toàn giúp đỡ? Và xin lỗi tất cả các anh chị, Toàn nói cho các anh chị nghe một cái bí mật. Đó là chẳng qua rằng là người đó tự cứu họ bởi vì niềm tin trong nội tâm của họ đã thay đổi. Nên là tâm bệnh nó nằm ở đây. Lúc nãy Toàn nói với các anh chị là các anh chị hứa đi rồi Toàn sẽ chia sẻ. Chính là ở điều này. Đó là gì ạ? Mình thay đổi cái biết của người khác về chính sức khỏe của chính họ. Thì khi đó cái niềm tin về bản thân họ trước đây về sức khỏe là họ không thể cải biến được, thì họ có tin tưởng rằng cải biến được, thì lúc thời điểm đó họ sẽ cải biến được. Giống như chủ đề live stream trước thì có người anh hỏi Toàn là bị teo thận của mẹ. Thì nói thật với các anh chị là cái thận bị teo và thận có vấn đề, hầu như người ta sẽ từ từ người ta mất đi. Nhưng mà có một người phụ nữ ở Đồng Nai, cái thận bị teo và nhỏ đi, và người đó phục hồi lại được.
Nghĩ nhiên về dinh dưỡng, về nguyên liệu hỗ trợ, về tập thể dục vận động chắc chắn sẽ có. Nhưng mà cái chính của người đó chính là đã thay đổi được cái niềm tin trong nội tâm rằng mình đã trở thành người khỏe mạnh, và từ từ và ngày hôm nay chị khỏe mạnh. Và trong số các anh chị ngồi ở đây, có thể sau này đi nữa và rất là nhiều người đi nữa, đó là nói thận thì không cải biến được, thận bị bệnh thận là chết, hoặc là chạy thận rồi thì không thể giúp được, thì chắc chắn 100% thì cái kết quả y như niềm tin của họ đã đặt vào. Nên niềm tin của một con người hay là những gì họ biết về chính bản thân họ, nghe về bản thân họ, nói về bản thân họ và họ thấy, thì lúc thời điểm đó nó phản ánh kết quả niềm tin trong nội tâm, và lúc đó nó sẽ quyết định cái suy nghĩ, hành động, thói quen, tính cách và cái kết quả cuộc sống của họ. Nên là gì ạ? Tâm bệnh của một con người là nằm ở đó. Vậy thì có một số anh chị đang ngồi ở đây chắc chắn đang đi hàng ngày đi chăm sóc sức khỏe cho người khác. Bởi vì các anh chị làm bên lĩnh vực thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Các anh chị hàng ngày đi giúp sức khỏe cho người khác. Thì chúng ta hãy thay đổi hệ thống của niềm tin của một con người. Thì Toàn khẳng định với tất cả các anh chị, khi niềm tin của một con người theo chiều thay đổi theo chiều hướng có lợi cho sức khỏe của chính họ, thì cái kết quả các anh chị sẽ cải biến sức khỏe của họ. Nên là gì? Đối với yếu tố tâm bệnh, các anh chị giúp Toàn điều này, đó là thay đổi cái biết của con người về vấn đề sức khỏe của chính họ. Khi chúng ta giao tiếp giống như ngày hôm nay, Toàn chia sẻ với tất cả các anh chị về điều này. Sự hiểu biết của tất cả các anh chị ngồi ở đây có thể cao hơn Toàn, hay là có những con người hiểu biết vượt trội hơn Toàn rất là nhiều. Nhưng mà Toàn cũng không quan tâm. Bởi vì Toàn chỉ cần cho họ hiểu biết hơn về chính cái căn bệnh của họ là giải như thế nào và giải pháp ra sao, và họ chỉ cần có một cái niềm tin rằng chắc chắn rằng họ sẽ khỏe mạnh dù không có dùng bất kỳ cái gì, và dù không có bị chuyện gì, không có làm bất kỳ cái gì, không uống bất kỳ một viên thuốc nào, họ cũng khỏe mạnh được. Thì cái người đó chắc chắn trong tương lai có công cụ đưa vào, có những dưỡng chất tốt đưa vào, thì chắc chắn những người đó sao ạ? Khỏe mạnh. Nhưng mà những người họ sở hữu công cụ rất là nhiều, từ thuốc men đắt tiền đến những dinh dưỡng rất là tốt, nhưng mà họ lại có hình ảnh trong đầu không đẹp về chính bản thân của họ, và niềm tin của họ nó rất là kém, thì cái kết quả gần là họ cũng không có khỏe mạnh. Thì Toàn cảm thụ được điều đó, nên là ngày hôm nay Toàn lại ôn bài lại, Toàn chia sẻ sâu sắc cho tất cả các anh chị điều này. Dù các anh chị ở đây có kiến thức hay có trình độ cao, và có khả năng, có một cái khả năng giúp đỡ sức khỏe cho rất là nhiều người, nhưng nếu chúng ta không thay đổi được hệ thống niềm tin của bệnh nhân, không thay đổi nhìn hệ thống niềm tin của người bất ổn sức khỏe, thì rằng chúng ta có điều trị thì họ cũng tái lại cái căn bệnh đó. Nên tâm bệnh là một việc, một cái bệnh mà chúng ta cần phải hiểu, và đồng thời chúng ta phải có giải pháp cho nó. Và hôm qua thì Toàn đã nói rồi, hôm trước Toàn đã nói rồi, chúng ta thay đổi, thay đổi cái nhận thức của chúng ta đi, rồi sau đó chúng ta hãy nói là chuyện gì xảy ra cũng tốt, rồi mọi chuyện rồi sẽ qua, rồi buông, dừng, thôi, dứt, chúng ta chọn rồi để cho giải pháp của chính mình. Thì buổi đầu giờ này chúng ta chia sẻ thêm để cho các anh chị có giải pháp cho người khác. Các anh chị hãy giúp cho họ thay đổi cái biết của họ về chính cái vấn đề sức khỏe của họ đang mắc phải. Và nhiệm vụ của Toàn, Toàn cảm nhận được, đó là Toàn sẽ trong suốt lộ trình trong nhiều tháng này, Toàn sẽ giúp cho tất cả các anh chị có được những cái hiểu biết hơn về sức khỏe của chính mình, và hiểu biết hơn về sự vận hành của cơ thể con người của mình. Để từ đó cái biết của chúng ta thay đổi đi theo chiều hướng có lợi cho sức khỏe của chúng ta, thì niềm tin của con người chúng ta sẽ thay đổi. Giống như người bạn có chia sẻ cho Toàn về cái việc mắt của bạn bị bất ổn sức khỏe. Nếu bạn hiểu thật sự về mắt theo nguyên lý cả Đông và Tây Y, thì bạn sẽ không nói một câu không thể đâu. Và bạn sẽ có giải pháp cho chính bạn. Và lúc đó niềm tin của bạn thay đổi, bạn tin rằng là mắt của bạn có thể phục hồi, thì bạn sẽ còn cái tia hy vọng hơn rằng là tin là mắt không có khả năng phục hồi. Nên là gì? Đối với tâm bệnh, Toàn chia sẻ đến đây cho tất cả các anh chị. Và tiếp theo chủ đề mà chúng ta
chia sẻ tiếp theo trong cái chủ đề con người có bao nhiêu loại bệnh và giải pháp chung. Thì giải pháp chung đối với tâm bệnh thì các anh chị đã nắm rồi. Chúng ta thay đổi cái chúng ta nói, thay đổi cái những cái gì chúng ta biết có lợi cho chiều hướng sức khỏe chúng ta. Và nếu được, chúng ta thay đổi những gì chúng ta nghe và chúng ta thấy. Chuyện gì xảy ra của chúng ta cũng tốt. Và khi có vấn nạn sức khỏe xảy ra, vấn nạn bất ổn cuộc sống xảy ra thì chúng ta buông hoặc dừng hoặc thôi hoặc dứt. Thì đó là giải pháp chung cho tâm bệnh của con người của chúng ta. Bởi vì chúng ta biết cội nguồn của niềm tin bắt nguồn từ đó. Và Toàn tìm rất là nhiều cái câu trả lời về điều này. Và cuối cùng Toàn cũng đã hiểu được cái đạo lý đó, Toàn chia sẻ với tất cả các anh chị. Vậy thì nghiệp bệnh là gì ạ? Vậy thì nghiệp bệnh là gì? Nghiệp bệnh, đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái từ nghiệp. Ở đây thì chúng ta chắc chắn sẽ có rất là nhiều người nghĩ về từ nghiệp rất là tiêu cực. Và cá nhân Toàn trước đây thì cũng nghĩ về cái từ nghiệp cũng rất là tiêu cực các anh chị. Toàn nghĩ là nghiệp mình thì mình phải gánh. Và cái nghiệp đó tôi phải gánh. Và có một số người thì lại nói với Toàn là cuộc sống gia đình thì đang bất ổn, không có hạnh phúc gia đình vân vân. Thì nghiệp của chị chắc chị phải gánh cái này. Thì giai đoạn đầu thì Toàn cũng rất là đồng cảm với những điều này. Và có một số người thì ngay từ nhỏ sanh ra đã có vấn đề về sức khỏe rồi. Hoặc là ai đó có một cái tai nạn diễn ra thì họ cũng nói là nghiệp họ phải gánh. Nhưng mà khi Toàn tìm hiểu về nghiệp thì có một thiện đại tri thức chia sẻ rất là đơn giản thôi. Ở đây mình không có nói vấn đề về đạo hay cái gì cao xa. Nhưng mà câu nói này nó sẽ có lợi cho tất cả các anh chị. Nghiệp chính là suy nghĩ và hành động của chính chúng ta. Tổng suy nghĩ và hành động của một con người trong nhiều đời gì không nói. Chúng ta không nói gì điều đó. Tổng và suy nghĩ và hành động của một con người từ khi các anh chị sanh ra đến thời điểm này. Tất cả những suy nghĩ và hành động đó thì nó tạo nên chính nên cái nghiệp của chúng ta. Suy nghĩ và hành động của một con người tạo nên cái nghiệp của họ. Thì một lần thì Toàn đùa với một người anh, đó là Toàn cải biên sức khỏe cho ảnh về dạ dày, hay còn gọi là bao tử đó các anh chị. Thì ảnh cải biên khỏe rồi, sau đó thời gian ảnh tái lại. Cái Toàn bắt đầu Toàn giúp đỡ cho ảnh cải biên khỏe, cái bắt đầu ảnh tái lại. Thì lần thứ ba Toàn cũng cải biên khỏe, nhưng mà Toàn nói với ảnh là nếu tái lại thì anh sẽ nghiệp của anh thì anh cứ gánh. Ở đây là gì? Đó là khi một con người suy nghĩ và hành động theo thiên hướng gì thì qua thời gian về lâu dài nó sẽ tạo nên cái điều đó. Ví dụ như một người nào đó đau dạ dày thì họ có dấu hiệu đau dạ dày, thì sau đó tới giờ ăn thì mình đáng lẽ là mình phải ăn, nhưng mà người mà bị đau dạ dày đó họ suy nghĩ là thôi cố gắng làm thêm nữa thì họ mới ăn. Bắt đầu thì qua thời gian thì họ nhịn ăn như vậy, họ đau dạ dày. Có phải là suy nghĩ và hành động theo hướng đó thì tạo ra cái kết quả bệnh theo hướng đó không ạ? Một người bị bệnh về gan, các anh chị biết là một người xét nghiệm men gan cao, thì men gan cao thì bữa nào chúng ta sẽ nói sâu về chủ đề về lá gan. Các anh chị trong khán phòng này thì trong cái live stream này thì các anh chị sẽ từ từ sẽ được tặng một cái ebook được cực kỳ đặc biệt. Chắc chắn với tất cả các anh chị, chưa bao giờ ở Việt Nam chúng ta có cái ebook này. Đó là ebook về 500 chức năng gan bằng tiếng Việt và có hình ảnh rất là cụ thể về 500 chức năng gan của chúng ta. Thì Toàn đang nhờ mấy em bên lĩnh vực y khoa thì giỏi, rất là giỏi về lĩnh vực tiếng Anh nữa, thì mấy em đang dịch cái ebook này và Toàn sẽ gửi tặng cho tất cả các anh chị thêm thì xem cái chương trình live stream trong cái dịp nào đó chúng ta nói về lá gan, chúng ta sẽ gửi tặng cho tất cả các anh chị chương trình live stream này. Gần xong rồi, chắc cũng khoảng cỡ không đầy nửa tháng nữa là chúng ta xong cái ebook đó. Thì thì cái men gan cao, men gan nó rất là tốt. Nhưng mà men gan cao thì tại sao được gọi là bệnh? Thì một lần Toàn có tham dự một cái khóa học của trưởng khoa bệnh viện An Bình, đó là bác sĩ Kiểm, trưởng khoa tiêu hóa của bệnh viện An Bình, là thành viên của hội tiêu hóa của Hoa Kỳ.
Thì cái người bác sĩ đó chia sẻ rằng là men gan rất là tốt, bản thân cái lá gan có men gan mới thực hiện được chức năng. Thì một số người nói vậy thì men gan tốt, vậy thì men gan cao thì phải tốt chứ. Nhưng mà tại sao men gan cao được gọi là bệnh? Thì bản chất men gan cao không phải là men gan cao trong gan, và đó là men gan cao trong máu. Vậy thì bác sĩ Kiểm có chia sẻ là lá gan giống như một bức tường, anh chị, một bức tường như thế này. Và từng viên gạch, từng viên gạch, từng viên gạch là đại diện cho tế bào gan của chúng ta. Và khi viên gạch nó vỡ thì xi măng cắt đá nó sẽ rớt ra ngoài. Vậy thì khi tế bào gan bị tổn thương thì men gan mới thất thoát ra máu, và chúng ta xét nghiệm thì xét nghiệm men gan cao. Nên là khi men gan thất thoát ra máu là dự báo tế bào gan bị tổn thương. Nhưng mà chúng ta lại không hiểu rõ cái điều đó, và chúng ta lại dùng thuốc để ức chế cái quá trình tiết men gan vân vân. Nhưng mà chúng ta không dùng giải pháp để phục hồi cái sự tổn thương của tế bào gan. Nhưng mà những con người bị nghiệp bệnh là gì? Họ hiểu được đạo lý đó, nhưng mà họ vẫn đi nhậu, họ vẫn đưa vào những cái chất độc hại trong con người của họ. Thì lúc thời điểm đó nó tác dụng thêm nữa, thì chính suy nghĩ và hành động của họ theo thiên hướng đó, thì cái kết quả của họ phải gánh cả gánh cái nghiệp đó. Có một người em thì có dấu hiệu cái chân bị có vấn đề, thì giao lưu nhiều lần, thì trong thâm tâm của em nghĩ là cái đó mình nghiệp mình phải gánh này. Thì Toàn có một buổi học thì Toàn nói nếu em thay đổi suy nghĩ và hành động thì em sẽ thay đổi cái kết quả, em sẽ đi được. Toàn đùa là Toàn nói là kiếm khoảng 50.000 đô đi, em dẫn đi một số nước tiên tiến, đó là sắp xếp cái xương đồ lại hết lại, sau đó gắn cái hệ thống robot đồ vô chân, sau đó bắt đầu bấm nút là chúng ta đi được. Vậy thì một con người nếu mà họ nói là tôi suốt cuộc đời đi không được, thì họ suy nghĩ và hành động theo hướng đó thì cái kết quả cuộc sống của họ theo hướng đó. Nên nghiệp của một con người đơn giản nhất để hiểu, đơn giản nhất để hiểu nghe các anh chị, đơn giản nhất để hiểu nha. Còn cái khía cạnh nào khác liên quan thì Toàn sẽ không chia sẻ với tất cả các anh chị trong cái buổi livestream này. Nhưng mà đơn giản nhất để hiểu chính là suy nghĩ và hành động của chính chúng ta nó ảnh hưởng đến kết quả cuộc sống của chúng ta và sức khỏe của chính chúng ta. Nên nghiệp do chúng ta tạo nên các anh chị ạ. Đúng, thật sự nghiệp của chúng ta thì chúng ta phải gánh. Nhưng mà chúng ta thay đổi suy nghĩ và hành động đi thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ thay đổi cái kết quả sức khỏe của chính chúng ta. Nên con người có một loại bệnh nữa, đó chính là nghiệp bệnh, đó là loại bệnh thứ hai. Vậy thì nghiệp bệnh của một con người hoàn toàn có khả năng thay đổi. Nhưng mà Toàn chia sẻ với các anh chị một cái bí mật nữa mà Toàn muốn chia sẻ trong cái chương trình livestream này, đó là thay đổi hệ thống niềm tin, nghiệp bệnh cũng thay đổi. Các anh chị thay đổi những gì các anh chị nghe, thay đổi những gì các anh chị thấy, thay đổi những gì các anh chị nói và thay đổi những gì các anh chị biết. Và nếu các anh chị thật sự hiểu được cái đạo lý của nghe thấy biết nói, hoàn toàn chúng ta có thể thanh tịnh trong cái cuộc sống, và đồng thời chúng ta có thể một phần không đến nỗi ngừng lại được suy nghĩ, nhưng mà chúng ta sẽ không vướng mắc trong những gì chúng ta thấy nghe biết nói, thì lúc đó nghiệp của chúng ta nó cũng được giải một phần nào đó. Vậy thì nghiệp bệnh của một con người chính là suy nghĩ và hành động của họ mà sanh ra. Nên chúng ta trước khi chăm sóc sức khỏe cho một ai đó, các anh chị giúp Toàn một điều, thay đổi cái hệ thống niềm tin của chính họ. Các anh chị làm sao để thay đổi cái biết của họ về chính sức khỏe của chính họ? Sau khi cái biết của họ đã thay đổi đi, thì các anh chị rà soát trong thói quen sinh hoạt và cuộc sống của họ đang giữ lại cái gì đó mà ảnh hưởng đến vấn đề bất ổn sức khỏe của họ. Ví dụ như bây giờ một con người bị bệnh đau dạ dày, thì thứ nhất họ có nhịn ăn hay không, chúng ta kêu họ thay đổi. Thứ hai có ăn chậm nhai kỹ hay không, chúng ta kêu họ thay đổi. Thứ ba đó là thường hay lo lắng hay không, nếu lo lắng quá thì hướng dẫn cho họ buông đi, tinh thần của họ có vấn đề mà. Hướng dẫn cho họ dừng đi, hướng dẫn cho họ thôi đi, và hướng dẫn cho họ dứt đi. Thì lúc thời điểm đó họ không tác động nữa, tại vì con người lo lắng thì tổn hại đến dạ dày, nóng giận thì tổn hại đến gan.
Và buồn quá thì tổn hại đến phổi, sợ hãi thì tổn hại đến thận, và vui mừng quá mức thì tổn hại đến tim. Ở một cái chủ đề tiếp theo đó, sau này á, chủ đề chắc qua một cái chủ đề live stream tới nữa, Toàn sẽ chia sẻ cho các anh chị hiểu về cơ thể con người theo nguyên lý đông y á. Thì lúc thời điểm đó chúng ta sẽ hiểu được tất cả những cái khía cạnh này một cách sâu sắc. Thì tâm lý của một con người sẽ ảnh hưởng đến bất ổn sức khỏe của bản thân họ. Vậy thì chúng ta phải giúp cho họ giải quyết vấn đề suy nghĩ và hành động thay đổi đi. Sau đó tâm bệnh của họ thay đổi đi. Đó là họ có một niềm tin rằng là sức khỏe của họ sẽ thay đổi. Thì khi đó bắt đầu chúng ta giải quyết được hai vấn đề đó, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu tiếp cận đến thân bệnh của họ. Các anh chị nắm được ý này không ạ? Và Toàn rất là may mắn cho cá nhân Toàn khi Toàn được chuyển giao cái điều này từ Thiện Đại Tri Thức và những người về sức khỏe các anh chị. Nếu mà chúng ta tập trung vào thân bệnh của một con người mà chúng ta quên đi tâm bệnh và nghiệp bệnh của họ, thì dù chúng ta có trở thành một người rất là giỏi về cái công cụ mà chúng ta đang có từ dinh dưỡng tốt nhất thế giới hay là từ những cái thuốc men tốt trên thế giới này, cũng khó mà cải biên được họ lâu dài được. Bởi vì chính họ, nghiệp bệnh và tâm bệnh đã ảnh hưởng rất sâu đến cái cuộc sống của chính họ. Và khi các anh chị thay đổi được tâm bệnh của họ, thì tâm bệnh Toàn đã nói rồi, đó là thay đổi cái biết của họ đi và giúp cho họ thay đổi cái nói của họ, hàng ngày họ thay đổi đi. Nghiệp bệnh thì chúng ta đã thay đổi được cái suy nghĩ và hành động của một con người, quan niệm đi rồi. Và chủ đề trước các anh chị có để ý không ạ? Đó là chúng ta có quan niệm chuẩn về sức khỏe. Chúng ta có quan niệm chuẩn về sức khỏe. Thì 6 quan niệm chuẩn về sức khỏe đó, nó đã thay đổi một phần nào đó nghiệp bệnh của con người của chúng ta. Và chúng ta nhắc lại các anh chị. Thứ nhất là sức khỏe của một con người là số 1. Sức khỏe của chúng ta ưu tiên số 1. Cái thứ hai, sức khỏe chúng ta cần bảo dưỡng. Thứ ba, đó là dùng kiến thức để định hướng sức khỏe của chúng ta. Thứ tư, sức khỏe đến từ nhà bếp, không phải đến từ nhà thuốc. Và bác sĩ tốt nhất chính là chính mình. Và cái thứ sáu chính là sức khỏe là tổng hòa rất là nhiều yếu tố. Có phải 6 quan niệm này các anh chị đã thay đổi, có phải cách nghĩ của con người chúng ta đã thay đổi không ạ? Năng lực hành động của chúng ta cũng thay đổi luôn. Thì trong cái live stream từ số 1 đến số 5 này, Toàn cũng giúp một phần nào đó thay đổi tâm bệnh và nghiệp bệnh của tất cả các anh chị đang ngồi ở đây. Nếu ai đó xem suốt chương trình live stream từ số 1 đến bây giờ, các anh chị sẽ thấy được một điều kỳ diệu, đó là sức khỏe của chúng ta tự nhiên sẽ thay đổi. Và nếu ai chưa có cơ hội xem cái chương trình live stream từ số 1 đến số 4, thì các anh chị trở về lại trên YouTube hoặc trên Zalo hoặc là trên Facebook này, Toàn cũng để lại cho tất cả các anh chị xem. Đó là chúng ta hiểu hơn về lộ trình đó và bắt đầu sao ạ? Hiểu được tâm bệnh và nghiệp bệnh rồi, chúng ta giải quyết. Thì sau khi giải quyết hết được tâm bệnh và nghiệp bệnh theo thiên hướng đó rồi, thì chúng ta đã cải biên được một phần nào sức khỏe của chính mình. Và ngay cái giây phút này con người chúng ta đã khỏe mạnh các anh chị, chứ không phải đợi đến chúng ta ăn cái gì, uống cái gì hay làm cái gì mới khỏe mạnh. Bởi vì con người khỏe mạnh ngay cái giây phút họ cảm nhận rằng họ sẽ thay đổi được sức khỏe của chính họ, chứ không phải họ đến họ sở hữu công cụ gì họ mới khỏe mạnh được. Nên Toàn rất là cảm ơn vì một ai đó ở đây đã theo đuổi suốt cái chương trình live stream của Toàn. Toàn đã quan sát, Toàn thấy các anh chị rất là ủng hộ Toàn chia sẻ những điều này, đó là động lực 2 tháng 9 mà Toàn còn vẫn ở đây để chia sẻ cho tất cả các anh chị. Là bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta là những người muốn giúp đỡ sức khỏe cho những người khác, hoặc là giúp đỡ sức khỏe cho những người thân yêu của mình mà chúng ta có mặt ở đây. Vậy thì chúng ta chỉ cần tìm hiểu về thân bệnh nữa thôi các anh chị. Thân bệnh chúng ta sẽ tìm hiểu suốt cái lộ trình luôn trong cái suốt nhiều năm tháng nữa. Chúng ta sẽ có những chương trình live stream cố định như thế này để hỗ trợ cho tất cả các anh chị. Vậy thì thân bệnh của một con người là sao? Giống như chủ đề trước, chúng ta nói về con người, tại sao con người bệnh? Con người tại sao bị bệnh? Thì Toàn có chia sẻ với tất cả các anh chị là gì ạ? Một đơn vị yếu tố cơ bản nhất tạo nên ngôi nhà của chúng ta chính là những viên gạch. Yếu tố cơ bản nhất tạo nên xã hội của chúng ta chính là gia đình.
Và sự tổn thương đến yếu tố cơ bản nó sẽ ảnh hưởng đến cái yếu tố lớn. Và gia đình có vấn đề thì ấp khu vực, dân tổ dân cư có vấn đề, tổ dân cư có vấn đề thì ấp khu vực có vấn đề, ấp khu vực có vấn đề thì phường xã có vấn đề thì quận huyện có vấn đề, quận huyện có vấn đề thì tỉnh thành có vấn đề, và tỉnh thành có vấn đề thì đất nước có vấn đề, xã hội có vấn đề. Vậy thì cơ thể con người của chúng ta, chủ đề sau á các anh chị, chúng ta sẽ tìm hiểu về hiểu về cơ thể con người theo nguyên lý của Tây y. Chủ đề sau là chúng ta live stream buổi sau, chúng ta sẽ nói về hiểu về cơ thể con người theo nguyên lý của Tây y. Cơ thể con người chúng ta có bao nhiêu hệ cơ quan, các cơ quan sao, làm việc như thế nào một cách đơn giản nhất. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu, thì các anh chị sẽ thấy yếu tố cơ bản nhất của cơ thể con người của chúng ta chính là tế bào. Và hôm trước chúng ta có live stream trước, chúng ta đã nói rồi, tế bào là yếu tố cơ bản để tạo nên cơ thể con người của chúng ta. Như gia đình là yếu tố cơ bản tạo nên xã hội. Khi tế bào khỏe mạnh thì cơ thể con người khỏe mạnh, tế bào yếu thì cơ thể con người yếu. Và tế bào chết đi mà đến khi mất cái sự cân bằng, làm cho chức năng của một cơ quan bộ phận đó suy yếu dần, hệ cơ quan có vấn đề và cơ thể con người chúng ta bắt đầu bệnh. Thì tại sao con người chúng ta bệnh ở cái thân bệnh chính là tế bào chết đi và tế bào sanh ra, mất cái sự cân bằng mà dẫn đến con người của chúng ta bệnh. Đó là chủ đề trước chúng ta đã chia sẻ. Vậy thì các anh chị chỉ cần nhớ, con người bệnh tật là do thân bệnh, đối với thân bệnh là do tế bào chết đi và tế bào sanh ra, mất cái sự cân bằng mà dẫn đến con người chúng ta bệnh. Vậy thì tế bào chết đi và tế bào sanh ra mất cái sự cân bằng là do cái tổn thương gì đó, do yếu tố môi trường, do yếu tố vật lý, do yếu tố gì đó mà nó ảnh hưởng làm tế bào chết. Nên là mọi loại bệnh tật của một con người có thể có rất là nhiều căn nguyên, có thể không phải do thiếu nước mà bệnh, cũng không phải do mất cân bằng hơi ấm mà bệnh, cũng chưa chắc là phải do thiếu khí mà bệnh, cũng có thể chưa chắc là điện từ có vấn đề mà bệnh, hay là chưa chắc cái gì đó mà bệnh. Nhưng mà khi các được vấn đề sức khỏe diễn ra thì phải cân bằng được năm yếu tố này, đó là đất, nước, khí, lửa và điện từ, thì nó mới phục hồi lại tế bào của cơ thể con người của chúng ta. Và tâm bệnh và nghiệp bệnh nó ảnh hưởng đến tế bào hình thành, ảnh hưởng đến cái trạng thái của tế bào khỏe mạnh hay không. Và cái tinh thần của một con người nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe của người đó. Ví dụ như các anh chị có thể tìm hiểu thử lại tất cả những cái nguyên nhân bệnh tật của một con người, nó rất là đa dạng. Nhưng mà nguyên nhân gì không biết ảnh hưởng đến thân bệnh chính là do tổn thương yếu tố cơ bản của con người chúng ta mà bệnh. Một ai đó chạy xe rất là nhanh, một tai nạn diễn ra, họ lộn 20-30 vòng nhưng mà không tổn thương đến tế bào của cơ thể con người của họ nhiều, đến mức mất cái sự cân bằng, chức năng vẫn thực hiện được thì họ cũng không có bệnh. Nhưng một con người chỉ té nhẹ thôi thì có thể tổn thương đến yếu tố cơ bản đó và chức năng tại nơi đó bị tổn thương nhiều, và quá trình sanh ra và chết đi không có cân bằng thì con người đó vẫn bệnh. Nên là gì ạ? Thân bệnh chính là sự tổn thương yếu tố cơ bản mà diễn ra. Vậy thì giải pháp chung cho thân bệnh rất là đơn giản các anh chị. Giải pháp chung cho thân bệnh rất là đơn giản. Đó là chúng ta hạn chế nhất cái sự tổn thương của cơ thể con người của chúng ta. Hạn chế cái sự tổn thương của cơ thể con người chúng ta, đó là hạn chế quá trình chết đi và sau đó sanh tăng sinh lại để bù đắp cái sự chết đi, đến mức cân bằng giữa sanh và chết thì lúc đó con người chúng ta sẽ cải biến được sức khỏe. Đó là khi con người bệnh là tế bào của cơ thể con người chết đi và sanh ra, mất cái sự cân bằng mà dẫn đến con người chúng ta bệnh. Vậy thì chúng ta hạn chế quá trình tổn thương. Ví dụ như một người có vấn đề gì gan, rất là nhiều loại bệnh về gan, nhưng mà tế bào gan tổn thương thì mới sinh ra bệnh về gan. Thì sau khi tế bào gan bị tổn thương thì chức năng gan sẽ suy yếu, thì từ từ mà gan thì thực hiện hơn 500 chức năng trong cơ thể con người của chúng ta. Nên khi sự suy yếu đó đi thì chức năng trong cơ thể bất ổn, thì lúc đó con người chúng ta sẽ mệt mỏi, khó chịu vân vân.
thì khi tổn thương tế bào gan đến một mức không thể phục hồi lại được, thì lúc thời điểm đó con người sẽ bệnh nặng và dần dần mất đi. Vậy thì giải pháp cho cái quá trình bệnh gan hay giải pháp cho chúng ta bị bất ổn ở dạ dày hay là vùng họng của chúng ta hay là bất kỳ nơi nào trong cơ thể, thì ưu tiên hàng đầu phải hạn chế cái tác nhân gây hại đến cái yếu tố cơ bản này. Và sau đó thì chúng ta tăng sinh cái tại nơi đó lại, nuôi dưỡng tại nơi đó lại, phục hồi cân bằng giữa sanh ra và chết đi, thì chúng ta sẽ phục hồi được sự bất ổn. Cực kỳ đơn giản các anh chị. Còn lấy ví dụ để cho các anh chị thấy giải pháp nó đơn giản như thế nào mà hiện nay khoa học của chúng ta đang ứng dụng. Và tất cả những người nào đang điều trị về sức khỏe cho con người đều dùng giải pháp này. Ví dụ, khi con người bị tổn thương về cái tai, ai đó bị té, thì gãy tai, giải pháp đầu tiên của bác sĩ đi lại đó là chúng ta tiến hành phẫu thuật hay là sắp xếp lại cho cái tai về vị trí cũ. Sau đó bắt đầu chúng ta định hình cái xương này lại cho nó về vị trí cũ, coi đừng có tổn thương nữa. Sợ trong quá trình viêm nhiễm thì người ta cho chúng ta uống thuốc kháng sinh hay là một cái gì đó để tránh cái sự viêm nhiễm để tổn thương sâu hơn. Sau đó họ nói từ từ sẽ lành. Nhưng mà nếu trong cơ thể con người người đó không có khả năng phục hồi, tự phục hồi vết thương này, thì lúc thời điểm đó họ lâu lắm mới lành được vết thương này. Và họ kêu về nhà chúng ta ăn uống đi để chúng ta khỏe mạnh lại. Thì ăn uống chính là cái gì ạ? Chính là cung cấp những cái nguyên liệu và dưỡng chất đó để vô đây phục hồi cái xương này. Vậy thì nếu mà chúng ta hạn chế được cái sự tổn thương rồi, nhưng chúng ta lại biết được những dưỡng chất gì thiết yếu cho quá trình phục hồi xương này lại, thì có phải là chúng ta sẽ đẩy nhanh cái tiến độ thay mới của tế bào xương này không ạ? Thì lúc thời điểm đó có phải chúng ta phục hồi nhanh xương của chúng ta không ạ? Hoặc là có một số anh chị cải biên cái dạ dày này. Khi chúng ta bị tổn thương cái dạ dày này, bị đau, thì khi bị tổn thương cái niêm mạc vùng dạ dày, bất ổn sức khỏe gì ở đâu cũng vậy, thì cái sự tổn thương của vùng dạ dày này, niêm mạc nó chính là căn nguyên chính của vấn đề bị đau dạ dày. Rồi có nhiều lý do nữa, nhưng mà phải tổn thương hệ thống niêm mạc thì chúng ta mới có vấn đề. Thì nhiệm vụ chúng ta là hạn chế quá trình tổn thương đó. Sau đó chúng ta phải nuôi dưỡng cái niêm mạc của cơ thể con người chúng ta lại, và sự tái sinh tại nơi đó lại, lấy được sự cân bằng giữa sanh và chết. Thì lúc thời điểm đó chúng ta sẽ cải biên được cái sức khỏe dạ dày của chúng ta. Vậy thì giải pháp cho thân bệnh chính là hạn chế cái sự tổn thương, sau đó bù đắp lại. Thì sau khi hạn chế sự tổn thương và bù đắp lại, nếu lấy lại được sự cân bằng, thì chúng ta sẽ cải biên được sức khỏe của con người của chính chúng ta. Nên khi chúng ta cải biên sức khỏe cho thân bệnh, thì lúc thời điểm đó các anh chị phải hạn chế nhất có thể cái sự tổn thương là ưu tiên số 1. Nên có một câu nói rất là hay của các chuyên gia, đó là hạn chế sự tổn thương đó chính là cách bù đắp tốt nhất. Có nghĩa là khi có vấn đề về gan phải hạn chế tổn thương lá gan. Khi có vấn đề về dạ dày sẽ hạn chế tổn thương niêm mạc dạ dày. Khi có vấn đề về mắt, chúng ta phải làm sao hạn chế những cái tác nhân gây hại về mắt. Chúng ta có vấn đề về da, chúng ta phải hạn chế tối đa cái sự tổn thương của cái làn da. Rồi sau đó chúng ta mới nuôi dưỡng lại. Chúng ta chỉ cần biết được nơi nào trong cơ thể con người do cái gì tạo nên. Khí chúng ta làm tốt, nước chúng ta làm tốt, cân bằng hơi ấm làm tốt, điện từ chính là cách nghĩ của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, niềm tin của chúng ta, tinh thần chúng ta tốt rồi. Còn lại chúng ta chỉ cần biết đất gì nó sẽ tốt cho vị trí nào. Cái gì tốt cho da là cần loại đất gì. Cái gì tốt cho niêm mạc dạ dày cần loại đất gì. Cái gì tốt cho lá gan cần loại đất gì. Muốn cho xương thì loại đất gì. Và dưỡng chất gì nó sẽ phục hồi ở đâu. Và chúng ta hiểu được con đường đi và sự vận hành của nó, làm sao nó đi đến nơi cần đến. Và khi sự chết đi và sanh ra tại cái vùng khớp này, nó phục hồi, thì lúc thời điểm đó khớp chúng ta sẽ phục hồi.